Thưa quý vị, quận 9 đang dần vươn mình trở thành vùng đất vàng thu hút cộng đồng cư dân hiện đại và năng động chuyển về sinh sống, đồng thời được coi là thị trường đầu tư đầy tiềm năng cho giới đầu tư trong và ngoài nước. Theo báo cáo từ Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, trong 5 tháng đầu năm 2019, thành phố đã thu hút được 2,77 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư từ nước ngoài. Trong đó, lĩnh vực bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất lên đến 46%. Phần lớn nguồn vốn đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản. Trước làn sóng đầu tư mạnh mẽ, những khu vực cửa ngõ nghiễm nhiên trở thành mục tiêu hấp dẫn. Trong đó, thị trường đang chứng kiến đà phát triển ấn tượng của khu đông thành phố Hồ Chí Minh mà tâm điểm là quận 9. Sở hữu diện tích lớn nhất trong các quận tại thành phố Hồ Chí Minh với 114 km², quận 9 nằm ngay cửa ngõ Đông Bắc, tiếp giáp khu đô thị mới Thủ Thiêm và là điểm giao của nhiều tuyến giao thông quan trọng như đường Vành đai 2, Vành đai 3 và tuyến metro số 1. Bên cạnh đó, với sự xuất hiện của khu công nghệ cao, nhà máy điện tử của tập đoàn Samsung và khu đô thị Đại học Quốc gia, quận 9 là nơi phát triển kinh tế, thu hút lao động chất lượng cao, các chuyên gia trong nước và quốc tế. Tôi thấy chính quyền thành phố rất quan tâm là phát triển khu đô thị về hướng đông hoặc là hướng nam thành phố, thì cái khu này rất là phát triển và có rất là nhiều trường đại học. Gần đây là thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt cái khu nghệ cao thứ hai nữa. Tương lai thì tôi nhìn thấy là thành phố sẽ mở rộng các tuyến đường về quận 2 và về trung tâm thành phố. Đặc biệt là cái tuyến đường metro Bến Thành Suối Tiên là sẽ chuẩn bị đi vào hoạt động, thì cái vị trí có xa trung thành phố chút đỉnh, nhưng mà tôi nghĩ là đây là một cái điều kiện rất là thuận lợi để mà đầu tư vào cái khu vực này. Theo Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, các khu vực sôi động như quận 9 thu hút nhiều chủ đầu tư vì quỹ đất phát triển dự án còn nhiều. Thị trường sẽ phát triển theo xu hướng tích cực. Trong đó, phân khúc nhà ở cao cấp được kỳ vọng sẽ làm hài lòng các đối tượng khách hàng nhờ đẳng cấp khác biệt, tính độc đáo và khả năng tích hợp nhiều tiện ích dịch vụ. Tôi nghĩ rằng quận 9 có nhiều lợi thế để thu hút được người Hàn Quốc nói riêng và các nhà đầu tư nước ngoài nói chung. Chúng ta thấy rằng Microsoft, Samsung, Hitech và nhiều công ty nổi tiếng khác đều tập trung tại đây. Trong tương lai, quận 9 sẽ trở thành khu đô thị sáng tạo, vì thế sẽ có nhiều các chuyên gia, giới tri thức, gia đình trẻ đến sinh sống và làm việc. Bên cạnh đó, nhiều khu dân cư tại khu vực này đã được hình thành, tạo nên một cộng đồng dân cư tri thức. Các tiện ích cũng đã đầy đủ để phục vụ nhu cầu sinh sống của mỗi đối tượng. Với tiềm năng phát triển vượt trội, tôi tin chắc đây sẽ là khu vực đáng để mình cân nhắc xuống tiền, nắm bắt cơ hội kinh doanh. Theo thông tin gần đây, tập đoàn Vingroup vừa mới tổ chức sự kiện Vinhomes Grand Park Light Up the Future, thu hút hàng chục ngàn người tham dự. Đây là sự kiện bất động sản được trông chờ nhất năm, hứa hẹn tạo dấu ấn lớn cho thị trường trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh đang bị khan hiếm nguồn cung kể từ giữa năm 2018. Vâng, thưa quý vị, có thể thấy tọa lạc giữa lòng khu đông phát triển sôi động với nhiều dự án tầm cỡ, lại nằm liên kề quận 2 với đô thị Thủ Thiêm được định hướng trở thành trung tâm tài chính kinh tế đẳng cấp quốc tế. Tiềm năng phát triển của quận 9 vốn đã chuyển mình mạnh mẽ, nay càng bứt phá ngoạn mục và không ngừng thay đổi diện mạo đô thị.